Để có một bức ảnh đẹp, điều tiên quyết bao giờ cũng là phải có một người chụp thật có tâm. Lên đồ lộng lộn, ma cút đáng yêu, khung cảnh chuẩn không cần chỉnh mà gặp phải một photographer hơi ba chấm thì thôi, toàn. Mới đây, một cô nàng có tên Linh Chi sinh năm 1998, đã khóc ròng khi thu được loạt ảnh sống ảo như một trò đùa được chụp bởi nhiếp ảnh gia chính là cậu em trai Tùng Anh sinh năm 2006. Tranh thủ dịp về quê, Linh Chi đã rủ cậu em đi chụp ảnh với Quốc Họa Mi và hứa sẽ trả công bằng một cốc trà sữa. Thấy em trai tâm huyết, siêng năng ngồi xuống lan xả, tận dụng từng góc để chụp ảnh cho chị, Linh Chi quan lạc nghĩ fan này lãi ghê. Trong chụp ảnh thì có vẻ lan xả, tâm huyết lắm. Tràn đầy triển vọng về những bức ảnh lung linh. Nhưng mà đến khi xem ảnh, cô nàng chỉ còn biết méo mặt vì những bức ảnh không lệch bố cục thì Ionet hay dìm hàng tơi tả với đôi mắt nhắm tịt và những biểu cảm siêu kỳ cục. Trời ơi, số ảnh đẹp ít như số hạt trân châu trong cốc trà sữa si ghe sợ dậy Linh Chi chỉ còn biết than trời. Thành quả hết hồn chưa? Chỉ là trò đùa cho mày đấy hả em? Nhưng được cái cô cậu cũng dành hết sức chụp, kêu buồn ngủ nhưng vẫn đi theo làm nháy cho chị nên mình vẫn tuyên dương. Tối vẫn đưa em đi uống trà sữa. Linh Chi vui lòng kể lại. Được biết, ở nhà hai chị em Linh Chi rất thân nhau. Sau buổi chụp ảnh này, con người chơi đã quyết tâm sẽ trai nên cậu em mình kỹ hơn để không bị hố trong những lần đi chơi sau. Hiện tại, những bức ảnh đầy lỗi lầm của cậu em đáng yêu này vẫn đang được dân tình bàn tán không ngớt. Thôi thì lỡ rồi, đành chờ những thành quả của một Tùng Anh văn minh hơn sao nhé.